Trong trường quyết định giữa hai đại diện Nam Mỹ, Penn đã ngược dòng có được chiến thắng 2-1 trước Rainbow Seven, qua đó trở thành đội thứ 3 sau Matt Lyon và Gam từ play-in vào vòng sweep. Trong ván 1, Penn Benson sử dụng đội hình đẩy đường mạnh với Ari cùng Lucien Nami. Trong khi đó, R7 hướng tới giai đoạn cuối với chủ lực Shin Rasaya. R7 thể hiện sự áp đảo khi Kay giành được rất nhiều điểm hạ gục. Sau đó, Penn nỗ lực để rút ngắn khoảng cách. Phút 24, Penn bắt được Oddy, dù vậy R7 giao tranh xuất sắc để hạ 4 người, qua đó giành Baron. Tôn Dung bua lời R7 để thẳng vào hai đường của Penn phá hủy nhà chính. Ván 2, Penn vẫn bên xanh, giữ nguyên đội hình còn R7 thay Syndra bằng Huy. R7 tiếp tục là đội dẫn trước về điểm hạ gục nhưng Penn lấy lại được trụ sớm. Bước vào giai đoạn giữa, Penn bắt đầu giao tranh thẳng để dẫn ngược R7. Phút 22, Penn giao tranh thẳng tại rồng, hạ được hai chủ lực R7 và giành Baron. Với bùa này, Penn bắt đầu gây áp lực vào nhà chính của R7 và phá xong một trụ nhà chính. Ở phút 30, Penn tấn công Baron. R7 cố gắng ngăn cản nhưng đã bị Penn tạo cú quét sạch để kết thúc ván đấu và cân bằng tỷ số 1-1. Ván 3, R7 qua bên xanh và hướng lên cánh trên với bộ bao Renaton Sejuani LeBlanc. Còn Penn ưu tiên áp đảo đường với lựa chọn Kalista đường dưới. R7 đã đội dẫn trước sau giai đoạn đi đường khi phá hết trụ ngoài. Phút 20, R7 tấn công Penn và tạo cú quét sạch nhưng chưa thấy hạ Baron. Tuy nhiên 3 phút sau, Penn là thắng giao tranh đường dưới, qua đó giành được Baron. Penn dần lấy lại thế trận, thu hẹp khoảng cách. Phút 29, R7 một lần nữa giành được lợi thế khi quét sạch đội hình Penn, nhưng lại một lần nữa để Penn có được Baron. Hai bên liên tục giao tranh tới phút 41, Penn giành được linh hồn rộng lửa nhưng R7 hạ được Baron. Cuối cùng phút 44, R7 với lợi thế Baron là để cho Penn hạ được 4 người, đẩy đường vào dưới và giành chiến thắng ấn định tỷ số 2-1. Đối đầu 100 Thieves ở trận đấu cuối cùng của vòng play-in, PSG đã có được chiến thắng 2-0. Theo đó, đại diện PSG là đội tuyển cuối cùng tiến vào vòng sweep. Trong ván đầu tiên, PSG được thi đấu trước bên sân, sử dụng đội hình giao tranh mạnh với Scanner Oriana. 100 Thieves hướng tới cánh trên với Renaton Sejuani Huy. PSG áp đảo hoàn toàn trong giai đoạn đầu khi Junjie liên tục có được tấn công một cắt đường. Giai đoạn giữa, PSG bắt đầu tận dụng lợi thế để lăn cầu tuyết, gia tăng khoảng cách 8.000 tiền chỉ sau 20 phút. Phút 23, PSG hạ 4 người và nhanh chóng có được Baron. Sau đó, PSG bắt đầu đẩy hai đường của 100 Thieves trước khi kết thúc ván đấu ở phút 26. Sang ván 2, 100 Thieves vẫn là đội đỏ và sử dụng hai đấu sĩ đường đơn là Atrox Renaton. Trong khi đó, PSG lựa chọn bộ ba chủ lực Rumble John Ezreal. Giai đoạn đầu, PSG tiếp tục thể hiện sự áp đảo khi Petit liên tục giành điểm hạ gục. Sau đó, PSG tiếp tục khai thác các trụ của 100 Thieves và gia tăng lợi thế. Phút 28, PSG tận dụng lợi thế tầm nhìn để giành được Baron. Sau đó, PSG liên tục áp vào trụ. Dù rất nỗ lực giao tranh, 100 Thieves vẫn thua giao tranh mất 4 người và để thua 0-2. Giai đoạn play-in cũng đã có những cái tên bước tiếp là Gam, Penn, PSG Talent và Matt Lyon. Hôm qua, ban tổ chức giải đấu đã tổ chức bốc thăm chỉ cặp. Người vui nhất có lẽ là cộng đồng người hâm mộ VCS khi Gam đụng độ với FlyQuest, đội tuyển yếu nhất nằm trong nhóm hạt giống số 1. Đây có thể xem là khởi đầu thuận lợi cho đại diện Việt Nam, khi dường như khả năng đụng độ Gen, Billy G2 gần như bằng không. Trong khi đó, FlyQuest mặc dù là nhà vô địch LCS, nhưng so với phong độ hiện tại của Gam, thì đối thủ này không phải là vấn đề quá khó giải quyết, nhất là khi những Levi Kiaya đang vào form. Người hâm mộ Việt Nam tin rằng đại diện này sẽ có ít nhất là một trận thắng tại vòng sweep. Bên cạnh đó, những cặp đấu hấp dẫn như T1 gặp Top tái hiện là trận chung kết World Cup Gen gặp Weibo. Mặc dù chỉ là phong độ là có, nhưng việc chỉ thi đấu BO1 thì bất ngờ có thể sẽ đến lúc nào. Cách đây ngày, LCK tổ chức một buổi lễ xuất quân nhỏ tại LCK Arena nhằm cổ vũ tinh thần cho các đội tuyển đến châu Âu. Tại đây, các tuyển thủ cũng như huấn luyện viên các đội sẽ có những buổi phỏng vấn đáng chú ý. Với danh tiếng của mình, T1 tiếp tục là tâm điểm của buổi lễ xuất quân. Bất chấp việc Faker và đồng đội năm nay chỉ đến với tư cách hạng trong số 4. Trong buổi lễ này, T1 cũng chia sẻ với truyền thông nhiều thông tin đáng chú ý về đội. Đơn cử như việc Koma bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với Billy và cho rằng đây là đối thủ lớn nhất. Về phần Faker, anh lại tỏ ra khá dè dặt khi nhắc đến chức vô địch. Bảo vệ chức vô địch thế giới sao, hiện tại tôi không đủ sự tự tin để nói rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó. Tôi tin rằng mục tiêu cụ thể và hợp lý hơn, đó chính là cải thiện kỹ năng và mức độ tự tin. Nếu vô địch thế giới một lần nữa thì tôi sẽ chọn tướng mà fan mong muốn để làm trang phục, nên điều đó vẫn chưa được quyết định vào lúc này. Trên thực tế thì những chia sẻ có phần khiêm tốn của Faker là cực kỳ hợp lý với phong độ gần đây của T1. Không biết rằng tại LCK mùa hè, T1 đã có lần đầu tiên sau nhiều năm thất bại trong việc tham dự trận chung kết tổng. Hơn nữa, việc họ thất bại trước một đối thủ yêu thích như DK tại vòng loại khu vực vừa qua cũng cho thấy rằng T1 đã gặp vấn đề không nhỏ về mặt sức mạnh. Ngoài ra, bộ phim tài liệu của T1 mới được phát hành cũng hé lộ rằng những lần nhắm mắt thiền của Faker còn được sử dụng để kiềm chế cơn đau vì chấn thương. Thậm chí chấn thương này còn khiến cho Faker gặp khó khăn từ hành động nhỏ như đeo ba lô, chứ chưa nói đến việc thi đấu cường độ cao. Rõ ràng là với những kết quả không tốt và việc bị chấn thương hành hạ, Faker khiêm tốn về mục tiêu sắp tới cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên là với một đội tuyển danh tiếng và đông người hâm mộ như T1 thì họ cũng sẽ được đặt kỳ vọng lớn hơn. Hy vọng rằng trong khoảng thời gian sắp tới, T1 sẽ có những sự chuẩn bị tốt nhất. Không đáp lại sự kỳ vọng, các fan VCS cũng như người anh em Gam, Viking đã bại trận 0-2 trước Penn.
một đối thủ từ CBLOL thuộc nhóm Wildcats. Thậm chí các tuyển thủ được kỳ vọng rất nhiều như Katy hay Pierre còn đánh mất chính mình. Điều này không chỉ khiến Viking rời giải trong cây đắng mà còn mang về thành tích buồn cho VCS. Lần đầu tiên kể từ khi VCS bắt đầu được góp mặt tại sân chơi quốc tế mà có một đại diện Việt Nam rời giải Worlds nhưng không thắng nổi lấy một ván đấu nào. Tính từ năm 2017 đến nay, mỗi khi góp mặt ở Worlds, các đội VCS đều ít nhiều để lại ấn tượng và có ít nhất là một ván thắng. Kể cả GAM trong giai đoạn chạm đáy của sự thất vọng thì họ cũng khiến top phải cùng bị loại sau loạt trận vòng bảng. Thế nhưng, đội hình được kỳ vọng ẩn chứa nhiều bất ngờ và sự đột biến do Sọt huấn luyện lại chính là đội hình gây thất vọng nhất tính đến hiện tại. Có lẽ sau trận đấu giữa Viking và Pen, hành trình của Viking tại World 2024 cũng gãy cánh giữa đường, thì ai cũng đoán được đâu là cái tên bị chấm điểm thấp nhất. Theo Hupu, Katy là tuyển thủ tệ nhất khi anh bị chấm 2,3 điểm. Ngoài ra, hai tuyển thủ khác cũng bị chấm điểm thấp ngang như Katy là Guri 2,4 và Nanoe 2,5. Có thể nói, cựu ngôi sao của GAM đã không thể tạo ra sự bất ngờ. Không ai có thể lý giải nổi vì sao một tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm như Katy lại liên tục mắc những sai lầm sơ đẳng như vậy. Và có lẽ tương tự như trận thua trước R7 tại MSI năm nào, thành tích buồn lần này cùng Viking có lẽ sẽ khắc thêm một vết sẹo lên tâm trí của Katy.